Suzuki XL7 ra mắt thêm phiên bản đặc biệt, bổ sung thêm nhiều trang bị để cạnh tranh với Spander, giá chỉ 640 triệu đồng. Suzuki XL7 phiên bản Sport Limited có thêm các trang bị mới như sạc không dây, camera 360 độ, cốp mở rảnh tay, camera hành trình. Mới đây, Suzuki Việt Nam đã cho ra mắt một phiên bản đặc biệt của dòng xe XL7 mang tên Sport Limited để tăng tính cạnh tranh trong phân khúc MPV. Mẫu xe này đặc biệt sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Spander và hai mẫu MPV mới ra mắt của thương hiệu Toyota là Avanza Premier với Veloz Cross. So với phiên bản tiêu chuẩn, XL7 Sport Limited vẫn giữ nguyên thiết kế nhưng được bổ sung thêm nhiều tiện ích mới, trang bị an toàn đáng tiền bao gồm camera 360 độ, gương chiếu hậu điện tử bên trong, tích hợp camera hành trình, sạc điện thoại không dây, cửa cốp điện, có cảm biến đá cốp để đóng trên mở, đuôi lướt gió thể thao. Như vậy, Suzuki XL7 sẽ được cung cấp tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản cùng mức giá 600-640 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ xăng 1.5 lít với công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và sức kéo mô men xoắn cực đại 138 Newton tại 4.400 vòng trên phút. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Đặc biệt, tiêu chuẩn khí thải của XL7 đã được nâng lên mức Euro 5 thay vì Euro 4, như trước đây. Suzuki XL7 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và hiện vẫn đang là một trong những mẫu xe chủ lực của Suzuki tại thị trường Việt Nam. Trong 2021, mẫu MPV của Suzuki đạt doanh số 5.175 xe, xếp thứ 2 phân khúc sau vua doanh số, Mitsubishi Spander với 13.616 xe. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.